Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến một gian phòng khác hấp dẫn hơn. Và đây thì như các bạn đang thấy, đây chính là triển lãm Submariner. Triển lãm Submariner, và như các bạn đang thấy phía sau tôi, sau lưng tôi, đó là những cái tấm bảng, những tấm biển hay là những cái hộp với hình tượng mắt dây của Submariner. Và phía trong những cái mắt dây này thì đó là những cái bảng thông tin về những chiếc Submariner hay là những thông tin có liên quan đến Submariner của chúng ta. Vâng, và chúng ta để hãy đến với cái mắt nối đầu tiên mang tên là The Submariner Exhibition. Đây là một triển lãm về Submariner. Tại sao lần này lại là triển lãm về Submariner thì hãy để cuối của video tôi sẽ bật mí tới các bạn nhé. Thì ở đây thì có một số cái thông tin như là năm 1953 Rolex đã giới thiệu Submariner bla 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 từ 100m lên 300m vân vân. Đó, chính là cái mắt nối đầu, cái mắt dây đầu tiên của chúng ta. Ở đây thì là một tấm poster giới thiệu về chiếc Submariner với vành Sierra Chrome, mang mã hiệu là 14060, mặt đen, không có lịch, hay gọi là no date. Đó là mắt nối thứ hai. Và mắt nối tiếp theo của chúng ta đó chính là những bài báo mang tên là The Making of a Legend. À, thì đây là những bài báo nói về về những chiếc Submariner thế hệ đầu tiên. Đây là một bài báo năm 1957 này, năm 1966 và năm 1968. Thì hoặc như các bạn nhìn thấy đây nhá, năm 1957 thì cái mức giá cho một chiếc Submariner ngày đó chỉ có 41 bảng Anh thôi, 41 bảng Anh. Đấy, thì một lát nữa anh cameraman lại zoom sát vào đây thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái mức giá. Và năm 1968 nó tăng lên là 225 đô la Mỹ. Đó, ba bài báo với 3 năm 57, 66 và 68 về những chiếc đồng hồ mang tính chất là những chiếc đồng hồ lặn mang tính chất biểu tượng các bạn ạ, những chiếc đồng hồ lặn, chiếc đồng hồ lặn mang tính chất biểu tượng. Ở đây, đây tiếp tục là những bài báo năm 1970 đó, và năm 1995 khi Rolex giới thiệu về cái cơ cấu khóa trip lock, đó khóa trip lock đó. Và đây năm 1999 với màu sắc là hai màu two tones với mặt số màu xanh, vành bezel màu xanh. Đó. Còn đây, đây chính là một quá trình phát triển của những chiếc Submariner. Thì một lát nữa sẽ có một cái công cụ, một cái màn hình hiển thị thì tôi sẽ giới thiệu tới các bạn chi tiết hơn về cái quá trình phát triển của những chiếc Submariner này. Đây thì là thiết kế của chiếc Submariner, chúng ta có thể nhìn thấy họ làm, Rolex làm những cái biển, những cái bảng như này, và họ in lên chất liệu rất là đẹp và chúng ta có thể sờ được phía bên trong. Đó, rồi, và chúng ta hãy đi sang những cái mối nối tiếp theo, những cái mắt dây tiếp theo. Một thiết kế mang tính chất biểu tượng, đúng không ạ? Rất là đẹp, từ hình ảnh cho đến nội dung Rolex họ giới thiệu rất là chuyên nghiệp. Và đây chúng ta sẽ thấy được, đây là những chiếc đồng hồ hiện tại, bộ sưu tập những chiếc đồng hồ Submariner hiện tại, với một chiếc vàng champagne với mặt số màu đen, vàng trắng mặt số màu xanh, hay còn gọi là có biệt danh là Smurf, Smurf hay Smurf thôi, với biệt danh là những chú tí hon xanh mang tên là Smoop hay Smurf gì đấy. Gì, và đây, đây là một chiếc Tuton hai màu mang mã hiệu là 16613 LB, mặt số xanh, vành xanh. Đây, và phía bên này là chiếc với phiên bản là chúng ta hay có biệt danh là The Hack ấy, người khổng lồ xanh đấy, với vành bezel Sierra Chrome màu xanh và mặt số cũng màu xanh nốt. Phía trên kia đây là một phiên bản no date. Đó, một phiên bản là 14060, 14060, không có lịch,
Đó. Rồi. Đây là một trích dẫn của đạo diễn rất là nổi tiếng James Cameron với những tác phẩm như Avatar hay là Titanic. Có lẽ bộ phim Titanic của ngài đã liên quan đến vấn đề chìm tàu và đến đại dương. Thế nên là ngài là một fan trung thành của Submariner. Đó, thì ngài đã có tham gia một cái sự kiện là Deep Sea Challenge lặn. Đấy, nói chung là kết hợp với Rolex là một cái gọi là một cái thử thách lặn biển. Đó, ngài James Cameron. Và đây chúng ta hãy đi sâu về cơ cấu của những chiếc đồng hồ Submariner các bạn nhá. Thì đầu tiên khi nói đến Submariner thì chúng ta sẽ có những chiếc, có những cái vành bezel. Năm nay chúng ta sẽ, đó là những cái vành bezel Cerachrome. Và đây thì chúng ta sẽ có vành có thể xoay được. Đó. Thì chức năng của cái vành này, chức năng của cái chiếc vành xoay này đó chính là giúp những người thợ lặn căn được cái bình dưỡng khí, căn được thời gian của bình dưỡng khí và họ bắt buộc phải lên mặt nước. Đó, đó là chức năng của cái vành bezel này. Đó, ta có thể xoay ở mô hình dưới đây. Đó. Và để tạo nên một cái cơ cấu chống nước nổi tiếng, phải nói là nổi tiếng, thì chúng ta phải có đến tận đây, như các bạn đang nhìn thấy, chúng ta sẽ có vành bezel này được đặt lên một vòng sắt, sau đó được đặt lên vành quay, vành bezel, gọi là vành xoay của Rolex Submariner. Tiếp đến là chúng ta sẽ có một cái gioăng, đây gọi là gioăng chống nước. Tiếp đến là đặt lên một vòng titanium. Đó, để đặt lên một vòng titanium. Và tiếp đến mới là kính. Và sau khi tổ hợp của 6 cái bộ phận trên thì chúng ta lại tiếp tục có một cái bộ gioăng nữa, bộ gioăng silicone chống nước nữa. Và tiếp đó thì mới đặt được lên cái vỏ của đồng hồ. Đó, chỉ cần một cái, tức là một cái chi tiết. Nếu mà chúng ta nhìn ở ngoài thì chúng ta nghĩ rất là đơn giản, nhưng nó là sự tổ hợp của khá là nhiều chi tiết phía bên trong. Tiếp đó là những cái ốc, những cái không phải là ốc, nó là những cái lò xo, những cái lò xo đó, để tạo ra được một cái chỉnh thể hoàn chỉnh Submariner. Và đây một chi tiết rất nhỏ nhưng có võ, đó chính là núm Trinlock, núm chống nước của Rolex, với 11 chi tiết để tạo nên một cái núm, để tăng một phần rất là lớn, để tăng cái mức độ chống nước của chiếc đồng hồ lên 300m. Đó, chúng ta có 11 chi tiết ở đây, các bạn có thể nhìn thấy rất là nhỏ. Rồi, chúng ta hãy cùng khám phá. Chúng ta cùng khám phá, đây là cái núm Triplock của Rolex. Đây là một mô hình rất là to, mang tên là Triplock này, 7mm, 10-1 này. Đó, và đây chúng ta sẽ, nó đây là một cái mô hình lớn của cái núm. Chúng ta vặn này, đó, vặn ra, nó sẽ... Đây là vặn vào này. Đây là vặn vào, chúng ta sẽ để cố định. Đó. Đó, đây là chặt, khóa chặt rồi. Đó, đúng không ạ? Bắt đầu chúng ta vặn ra nhé. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cơ cấu kết cấu bên trong. Đó. Đó, bật lên. Kết cấu của núm Triplock. Rồi, tiếp đến thì chúng ta hãy cùng tham khảo đến đây, đó chính là khóa Glide Lock tăng giảm kích cỡ dây. Tăng giảm kích cỡ dây chỉ trong một nốt nhạc các bạn ạ. Đó, cái khóa này thì tôi đã review rất là nhiều trong những cái video review những chiếc đồng hồ Submariner của chúng tôi trước đó, chúng tôi sẽ không mất thời gian thêm.
Đây, đây là dạng quang. Và đây, như tôi đã nói với các bạn từ như tôi đã giới thiệu từ các bạn ban nãy, đây chính là một cái màn hình mà tôi có thể giới thiệu với các bạn. Đây, chúng ta sẽ cùng khám phá. Đây là những chiếc đồng hồ phiên bản hiện tại còn đang sản xuất của Rolex. Khi chúng ta ấn vào một chiếc đồng hồ nhất định thì chúng ta sẽ có thông tin của chiếc đồng hồ đó. Ví dụ như là vỏ này, mặt số này, chống nước này, chuyển sang những model khác. Đó. Thì cái này thì không có quá nhiều điểm đặc biệt để tôi giới thiệu trong video này. Đây, tôi muốn giới thiệu các bạn nhiều hơn, đó chính là The Story of a Legend. Có nghĩa là câu chuyện về Submariner đấy. Đầu tiên, đây là năm 1926. Chúng ta sẽ, đây là theo như tôi biết, đây là chiếc đồng hồ chống nước đầu tiên. Năm 1926, chiếc đồng hồ đeo tay chống nước đầu tiên Rolex. Đó, đây chính là lớp vỏ Oyster đấy, nguyên thủy đấy. Nhìn trông dáng vỏ thì rất là thô. Tất nhiên là sau đến gần 100 năm, thêm khoảng tầm 7 năm nữa là đủ 100 năm, thì chúng ta đã có một lớp vỏ Oyster hoàn toàn khác. Rồi, đây là năm 1926 các bạn nhé. Nhanh đi này. Đây rồi. Chúng ta sẽ có năm 1953 là chiếc Submariner đầu tiên và là chiếc đồng hồ lặn đầu tiên chống nước 100m, đường kính 38mm. Sẽ có thay đổi này các bạn nhìn nhá. Đó, cây kim này, đây là cây kim Mercedes mà vẫn được dùng đến ngày hôm nay. Những chiếc đồng hồ Submariner chống nước tăng lên 200m, núm to lên. Đó. Và chúng ta cũng có một bài báo như tôi vừa giới thiệu, 1954. Năm 1959 thì chúng ta sẽ thấy thay đổi. Có núm bảo vệ này, có các dòng chữ có thể thay đổi này, và các cọc số 69 thì đã thay đổi bằng các cái cọc dáng gậy. Đó, năm 69 này chúng ta sẽ thay đổi thêm, thay đổi, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Chúng ta có lịch Submariner dòng chữ đỏ. Chiếc đồng hồ này là một trong những chiếc đồng hồ được rất nhiều nhà sưu tầm tìm kiếm, bởi một dòng chữ Submariner đỏ này với lịch năm 1969. Tiếp đến là năm 1973. Chúng ta sẽ thấy được này, vành răng cưa mới với James Bond. Chiếc đồng hồ được đeo trên tay James Bond trong phim Live and Let Die. Đó, thì chiếc đồng hồ này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Video giới thiệu rất là chi tiết. Đó. Và năm 1984 thì chúng ta có một phiên bản. Đó, các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Nó khá giống với phiên bản hiện tại rồi đấy. Khá giống với phiên bản 116610LN hiện tại. Năm 1884. Năm 2003 chúng ta có phiên bản kỷ niệm 50 năm. Đây thì chúng ta gọi đây là phiên bản vành xanh LV. Đó, 16610LV với vành Serac. Vành này thì là vành nhôm các bạn nhé, vành nhôm được sơn xanh. Chiếc đồng hồ này thì có giá trên thị trường rất là đắt. Ngày nó có 4 năm phiên bản và giá hiện tại đều trên 12-13.000 USD. Đây, năm 2010. Năm 2010 chính là phiên bản mà chúng ta đang rất là phổ thông cho phiên bản Submariner hiện tại, 116610LN. Và sang năm là năm 2020, tôi có dự đoán là Rolex sẽ giới thiệu một phiên bản Submariner mới với cỗ máy mới và một ngoại hình cũng có lẽ là sẽ có thay đổi với phiên bản này, kỷ niệm 10 năm các bạn ạ. Năm 2012, một phiên bản No Date được ra đời. Đó, và đấy là những gì. Nhưng mà nếu mà nói là cái video này sẽ thiếu phiên bản TH năm 2015, tức là vành xanh, mặt số xanh, có lịch. Đó. Rồi, và điểm đặc biệt nhất trong
video này trong cái sự kiện này thì có lẽ là tôi dự đoán tại Brazil World 2020 Rolex sẽ giới thiệu chiếc đồng hồ Submariner mới kỷ niệm 10 năm cho ra đời phiên bản. Phải nói là best seller của Rolex, best seller Rolex Sport. Đó. Ở đây thì chúng ta đến những mắt nối cuối cùng, đó chính là những người nổi tiếng có ảnh hưởng, những người rất là nổi tiếng sử dụng Rolex. Có Roger Federer, Tiger Woods, hay là đó, họ đều sử dụng Rolex. Và đó là tất cả những gì mà tôi muốn giới thiệu tới các bạn trong video khám phá Rolex tại Dubai World Week 2019. Hy vọng là các bạn có một trải nghiệm thú vị cùng với Gia Bảo Luxury ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.